Xin mời anh em cùng chiêm ngưỡng những sản phẩm, những bộ dây AV hay gọi RCA quá là hoàn hảo cho anh em. Cái đầu jack anh em nhìn là đã thích rồi, cầm rất là sướng, rất là chắc chắn, và đặc biệt là mức giá thì vô cùng hợp lý cho anh em chơi. Cái đầu jack anh em nhìn hộ rồi. Đây tôi làm rất là nhiều cho anh em. Đây cũng này, đây này. Đấy. Thực ra là có một anh đặt cho một hội chơi, hội những người đam mê âm thanh cổ và những người chơi âm thanh bãi, thì anh là chủ hội và anh đặt 30 bộ. Đấy. Thì tôi nhân tiện tôi làm dư ra để quảng bá giới thiệu đến anh em. Như anh em biết rằng là những chơi âm thanh thì đa số là anh em toàn chơi hội nhóm với nhau. Hội nhóm chơi thế nó vừa vui và có cái gì hay thì anh em chia sẻ với nhau. Nên là đấy gần như là khách quen của mình. Đấy. Đây là ngoài ra có dây mic nha. Anh em nào cần dây mic có dây dành cho những cặp mic xịn nha. 320.000 một bộ, dài 5m. Jack 6 ly xịn cho anh em. Dây jack của Hitachi nha. Đấy. Dây mic có dây cho anh em nào cần. Đấy. Đây, đến cái dây này thì cho anh em xem cái đầu jack nhé. Vì sao tôi lại bảo là đầu jack nó đẹp như vậy. Đây. Lấy một cái bất kỳ cho anh em vậy. Rất là dày dặn. Anh em để ý cho nhé. Jack bãi nên là nếu như anh em lau đi sẽ sáng này. Tôi cũng chưa kịp lau. Lau đi cho anh em xem nhé. Đây, nó sáng. Cả cái đầu jack này. Anh em nhìn. Và sáng luôn, kể cả cái này cũng thế, chuôi rắc cũng thế. Hàng này đảm bảo với em là bền theo năm tháng. Thiết bị hỏng, dây dẫn còn chưa hỏng, nó thật như vậy. Đây, anh em xem hộ. Yeah. Đấy. Đó. Đầu rắc là cực kỳ dày dặn và chắc chắn. Đấy. Dây thì rất là đẹp rồi, tôi sẽ cho anh em xem rõ dây. Cầm trên tay thì nó to vừa phải, nghe cảm giác như là to vừa phải. Đây, một bộ bất kỳ cho anh em xem. Rất là thích cầm cái bộ này trên tay, thật sự là sướng, xứng đáng đồng tiền anh em bỏ ra. Anh em nhận cái bộ dây này về, anh em cầm trên tay thôi, anh em cảm thấy là xứng đáng cái đồng tiền luôn, là chưa cần nghe. Đấy, không phải mình quảng cáo. Bởi vì là cũng không có nhiều đâu, thật với anh em nhá. Đây, anh em nhìn hộ thôi ạ. Rác này nó chưa lau nhá. Anh em lau đi được sáng quắc cho anh em luôn. Và cái đầu rác này cắm cực kỳ là chặt chẽ. Chặt luôn đấy. Đó, rồi ok. Bây giờ lại phải hy sinh một sợi để phải tháo ra. Bởi vì trước đó thì tính hết dây cũng quên đấy. Bởi vì là cũng quên. Đấy anh em cách làm này. Từng cái co này cho anh em xem một bộ nha. Giá thì khẳng định với anh em mức giá vô cùng tốt cho anh em. Đấy, anh em xem cái thân jack này, từ đầu đến cuối mạ vàng này, đẹp không tì vết cái đầu jack. Mối hàn đây. Đó. Tôi sẽ tách ra cho anh em xem. Cắt ra lại, phải cắt ra vậy, cắt ra này tí lại phải hàn lại, nên là bộ này sẽ ngắn đi một xíu. Đấy, anh em đây. Anh em cảm giác cả cái jack này nghe thích không? Đây là cái vỏ rác này, đấy, vì sao tôi bảo mình lau nó sáng, chất liệu nó làm cực kỳ là bền. Nhập được cái lô hàng bãi xịn này thích thật, làm cho anh em cũng thích. Cầm cái rác trên tay cũng sướng, vô cùng thích. Yeah, ok. Đây là cái rác của cái dây dẫn này cho anh em xem. Cái dây này mềm lắm, vô cùng là mềm mại, dây của Nhật xịn. Nếu như quý vị và các bạn đang tìm mua một bộ dây AV chất lượng cho dàn âm thanh của mình, tôi dám đã khẳng định quý vị nên trải nghiệm dây này, kể cả dàn xịn. Nhiều anh em thì nhìn cái mức giá tôi để cho em nó rẻ quá, anh em đôi khi thành khinh thường.
có những khách hàng tôi bảo các anh em cứ nghe thử đi, không phải là anh em dùng giàn xịn mà tôi lại tư vấn cho cái bộ dây nó đắt tiền đâu, mà mình lựa chọn cái dây nó phù hợp. Như tôi nói, tôi lựa chọn luôn luôn lựa chọn những cái bộ dây nó phù hợp, chọn dây nó phù hợp đấy. Và anh em lưu cho là dây này đã được phối với một dàn trị giá 500 triệu. Cho quý vị xem cái kết cấu như này nó xứng đáng cái đồng tiền đó. Giá là 450.000 đồng, quý vị không nghe nhầm đâu, 450.000 đồng một sợi, phí vận chuyển toàn quốc là 30.000, quý vị nhé. 450 một cặp, không mặc cả, không trả giá, chúng tôi không bao ship quý vị nhé, phí ship toàn quốc là 30.000 đồng. Đấy. Mua một cặp sẽ là giá 480, mua hai cặp sẽ là 930.000 nhé. Toàn bộ rồi, rất là xịn cho anh em. Đây là cái sắc rắn bên ngoài là màu vàng, anh em có thể là lựa chọn màu khác cho nó hợp phong thủy, hợp tính cách của mỗi người cũng được. Có thể anh em là thích cái màu đen bóng như này, tôi sẽ đổi sang màu. Anh em mà thích cái màu khác có thể là lựa chọn nhé. Còn đại đa số tôi sẽ làm màu vàng, vàng ánh bạc như này cho nó vượng. Đấy, ok nhé. Đấy, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. 0908 722 688 đều số điện thoại của tôi nha quý vị và các bạn nhé.